cả nhóm hát bài Chủ Nhật Hồng. Xin chào ban cố vấn cũng như là các chị em và quý vị khán giả đang xem trên đài truyền hình thân mến và thân thương. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ các chị đẹp đến ngày hôm nay ạ. Và hôm nay mấy chị em tụi em xin phép được hát chay để truyền cái niềm tình cảm theo cách hát a cappella bèo phối rất là rực rỡ ạ. Ồ, vậy là ban nãy tôi đoán đúng ha. Ban nãy tôi đoán đúng cả a cappella. Cho em xin năm cái mic của năm chị em to lên một tí. Trời ơi, còn to nữa. Nó chưa có tập thì còn to nữa. Cố lên. 2 3. 2 3. Chị chưa. 2 3. Chủ nhật này đón anh tới nhà, anh sẽ đưa em đi chơi xa. Chủ nhật này sẽ xin phép mẹ ai đưa đi dòng chơi một ngày. Chủ nhật hồng đến nay áo đẹp không có ai giang xinh hơn em. Anh sẽ vui mãi cùng với em. La 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 la. Chủ nhật hồng nắng lên phố phường, hai đứa đi như đôi uyên ương. Chủ nhật này của hai đứa mình, ta sẽ vui như là người tình. Chủ nhật này có đôi bóng hồng, tay nắm tay yêu trong yêu thương, đi thướt tha giữa hè phố đông. Chủ nhật hồng la la la, chủ nhật đèn la la la, đi với em la la la. Ngày chủ nhật ôi mê ly, ôi mê ly, ôi mê ly. La 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 la. Bang bang bang. Với cương vị là người đồng hành cùng với tất cả các chị đẹp, mặc dù là đứng bên cạnh là người sẽ bảo vệ các chị đẹp, nhưng mà trong trường hợp của chị đẹp Diệu Nhi thì Châu có để ý rằng là mọi người đang dán cái lời bài hát ở sau lưng đúng không ạ? Dạ không, không thì... phải cái này, không phải. Cái này là một cái tinh thần mùa thi thôi. Thôi, thành thật đi. Nếu mà như thế này thì thành thật không đi, được thú đi. Công bằng người ta còn thương với tất cả các chị đẹp. Nên là anh Châu ơi, nên là lúc này anh sẽ... anh bên mà anh sẽ bên tụi em mà. Thật sự nhá, chưa chắc gì nãy giờ ba vị ban cố vấn ở đây nhìn thấy đâu. Tại sao anh khui ra vậy anh Châu? Anh không thấy luôn á. Không ai thấy anh Châu thấy, ơi. Anh không thấy. Anh nói anh bên, anh nói anh bên tôi. Anh nói thật sự bên tôi chưa? À, ai cũng sán hả? Anh thật sự bên tôi chưa? Chị xin phép nói chút là thực sự là bài đến bây giờ vẫn chưa có nhạc, cho nên mọi người không có tập được lời. Lý do tại sao hôm nay lại dán là vì mình không có tự tin với cái lời đó. Bữa giờ chỉ toàn tập động tác thôi mà tập động thử tác trên okay cái nền thông. Thử thách cho phép mà, ok. Thử thách được phép. Ý tưởng này là đến từ chị đẹp nào ạ? Chị đẹp dạ. Chị Nhi. Nội bộ lục đục rồi. Nội bộ lục đục. Lùng cùng vừa hỏi cái là tố nhau luôn. Còn không, cái này là đôi bạn học thách tốt. À, là cả team mình cùng tiến đúng không? Không, dễ thương. Nhưng mà thông minh nha. Bà Nhi, bà hay nghĩ ra mấy cái trò. Dễ thương. Đến lúc mà mọi người nói ra cái việc là dán thì em mới biết luôn. Đây đi hoàn toàn không biết mà mọi người dán sau lưng nha. Nhi hãy đăng cảm cho họ. Cổ vũ dữ chưa? Nãy là có nghe chia sẻ là sẽ cổ vũ tinh thần các chị sau cuối cùng là dậy tay. Các chị đẹp rất là thông cảm cho hot. Nhưng mà thật ra là mấy chị dán nhưng mà mấy chị không kịp nhìn đâu. Đúng không mấy chị? Không kịp nhìn đâu, em nghĩ vậy. Nên mọi người đang rất ok. Không, tại vì là nhìn được. Bởi vì đúng cái đoạn đấy là cái đoạn mà quay mông vào với nhau. Thì cái này thì nhìn thì... Ông Nhi ơi, Nhi cho dáng thoải mái. Phố mấy chị em. Châu phải. Ok, miễn sao diễn được là được. Trời ơi, quá xúc động. Có tình chị em trong chương trình này. Dạ, về chỗ nha. Đem cho anh Thu, cho anh Thu mấy. Xin lỗi cả nhà. Ôi, có gì đâu. Không ai biết điều đó. Xin cảm ơn đội chị đẹp Diệu Nhi và rất là Diệu Nhi hãy thử lỗi cho hot vì... Dạ không sao ạ. Em đùa thôi ạ. Anh Châu em đùa thôi. Cảm thấy rất là đau lòng. Đùa thôi, nhưng mà đây là đội mà tôi cảm thấy là tôi có cái sự là trân trọng và quá nể, bởi vì họ chưa có nhạc. Đúng rồi. Mà họ sẵn sàng làm a cappella. Mà a cappella là tôi trả vờ, tôi đùa, mà hóa ra là làm thật.
Và không những thế họ lại còn nhảy được nữa. Bây giờ các mình ngon thử a cappella xem nào. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hay quá, chị Nhung dễ thương quá. Em nói mà, dễ thương lắm. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Bà Huân hân hạnh đồng hành tài trợ chương trình này. Richie hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất hạng 1 trưởng nhóm thành đoàn cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Onlala. Chị đẹp đạp gió rẻ sóng thứ bảy hàng tuần 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube